bạn cũng chưa đưa ra các cái thông tin về giai đoạn bệnh. Thì cái giai đoạn bệnh cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để dự báo cái khả năng tái phát di căn. Chúng ta hình dung là nếu ở những cái giai đoạn sớm thì cái khả năng tái phát và di căn sau khi mà chúng ta được điều trị triệt căn sẽ thấp hơn rất nhiều so với những trường hợp mà ở giai đoạn muộn, ví dụ như giai đoạn cuối giai đoạn 2 hoặc là giai đoạn 3 chẳng hạn. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mặc dù là đã điều trị rất là triệt căn thì cái tỷ lệ để mà tái phát hoặc di căn nó vẫn cao hơn là so với giai đoạn sớm. Thì đấy là cái thông tin giai đoạn thì các bạn bạn Vân Anh cũng chưa 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 đưa ra, thì chúng tôi cũng không có thông tin về vấn đề này. Cái vấn đề thứ hai là cái phân nhóm về ung thư vú, thì ở đây chúng tôi thấy là bạn thuộc cái nhóm là phân nhóm thể tam âm. Đấy, thì cái phân nhóm thể tam âm theo cái nguyên thủy của các cái phân nhóm về ung thư vú thì là một trong chúng tôi xếp vào là một trong những cái phân nhóm mà không thuận lợi về mặt tiên lượng. Không thuận lợi có nghĩa là cái khả năng tái phát và di căn nó sẽ cao hơn, nó nhỉnh hơn một chút so với các cái phân nhóm thuận lợi. Tuy nhiên thì cái yếu tố không thuận lợi đấy thì nó không phải là một cái yếu tố bất biến mà còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác, trong đó có cái vấn đề chúng ta được điều trị một cách bài bản và triệt để. Thì trong thực tế lâm sàng điều trị và theo dõi sau điều trị đối với bệnh nhân ung thư vú thì chúng tôi cũng thấy là có không chỉ một mà là rất nhiều các bệnh nhân như bạn, tức là thuộc những cái phân nhóm không thuận lợi, thì cái kết quả điều trị vẫn tốt, cái qua theo dõi nhiều năm, thậm chí là trên 10 năm thì các chị em vẫn đến khám lại rồi gặp gỡ chúng tôi trao đổi. Thì chúng tôi thấy là cái yếu tố không thuận lợi đó thì nó sẽ phản ánh ở trong cái con số thống kê. Ví dụ như là chúng ta theo dõi 1.000 người sau điều trị thuộc cái phân nhóm không thuận lợi thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà tái phát di căn thì có thể là sẽ nhỉnh hơn so với 1.000 người ở cái phân nhóm thuận lợi. Thế còn từng trường hợp bệnh nhân cụ thể thì còn rất nhiều các cái biến số khác mà làm thay đổi các cái kết quả điều trị. Thế và tại cái thời điểm hiện tại thì những cái phác đồ tiên tiến nhất, những cái thuốc thế hệ mới nhất, đặc biệt là các cái thuốc miễn dịch thì đã góp phần rất là quan trọng đấy, và giúp nâng cao cái tỷ lệ chữa khỏi cho bệnh nhân ung thư vú, đặc biệt là những cái bệnh nhân ung thư vú mà có cái nguy cơ cao, ví dụ như là cái phân nhóm tam âm như của bạn chẳng hạn, thì cái tỷ lệ điều trị khỏi đã tăng lên rõ rệt so với trước đây. Thì cái mà chúng tôi lưu ý ở đây là đối với cái phân nhóm tam âm như của bạn Vân Anh thì khoa học đã thống kê một cái điều mà chúng ta cần lưu ý trong quá trình theo dõi sau này là những cái tái phát di căn nếu có xảy ra thì đa phần là tập trung vào trong cái thời gian 3 cho đến 4 cái năm đầu sau điều trị. Thế còn qua cái giai đoạn này thì cái tỷ lệ tái phát di căn cũng có, thế nhưng mà gặp tương đối thấp. Nên điều đó cho thấy là chúng ta trong cái thời gian sau điều trị, khi mà chúng ta đã ra viện rồi, thì trong 3 cái năm đầu thì các bạn rất cần phải tuân thủ chặt chẽ các cái khuyến cáo của bác sĩ điều trị trong việc là đi khám lại định kỳ để các bác sĩ theo dõi, giám sát rất là chặt chẽ cái tình trạng sức khỏe cũng như là kết quả điều trị của bạn, để nếu có xuất hiện những cái tổn thương tái phát thì chúng ta sẽ phát hiện và xử lý sớm, xử lý kịp thời. Dạ vâng, thưa bác sĩ, bạn có hỏi tiếp là bạn vẫn tái khám định kỳ từ đầu năm đến nay, và bạn cũng rất là quan tâm đến cái chi phí tái tạo bằng túi ngực đó. Và bạn cũng muốn hỏi thêm bác sĩ là bạn đang ngực một bên thì có thể cân đối với bên còn lại hay không, hay là phải làm đặt túi cả hai bên. Hiện giờ thì bên còn lại của bạn vẫn có xa trễ nhẹ. Vâng, xin bác sĩ có thể giải đáp thắc mắc của bạn ạ. Vâng, đối với câu hỏi này của bạn Vân Anh thì chúng tôi có mấy ý kiến như sau. Đầu tiên là rất là hoan nghênh bạn đã tuân thủ cái việc mà theo dõi khám định kỳ của bác sĩ sau điều trị, thì cái đấy là cái yếu tố rất là quan trọng và bạn đã tuân thủ tốt, như thế là rất là tốt. Thế và
trở lại cái việc mà bạn mong muốn về cái tái tạo tuyến vú sau khi mà đã có kết quả ổn định, thì chúng tôi xin có mấy ý kiến như sau. Thứ nhất là cái chỉ định về cái thời điểm làm thì tối thiểu là chúng ta cũng phải theo dõi 6 tháng, mà tình trạng sức khỏe của bạn ổn định thì chúng ta có thể tiến hành đặt vấn đề chỉ định cái phẫu thuật tái tạo cho bạn vào cái thời điểm đó. Vấn đề thứ hai là cái lựa chọn phương án phẫu thuật, thì ở đây thì chúng tôi thấy là cái chiều cao của bạn là 1m50 và cân nặng 45kg, thì có nghĩa là cái kích thước cái khổ người cũng tương đối nhỏ, thì đấy là một trong những cái thông tin mà rất là quan trọng khi mà các bác sĩ thăm khám rồi đánh giá để mà đưa ra các cái phương án điều trị tái tạo phù hợp nhất đối với trường hợp của bạn. Thì các cái thông tin tiếp theo mà cần phải quan tâm ấy, thì chúng tôi sẽ phải đo đạc và tính toán rất nhiều các cái thông số, các cái chỉ số để mà quyết định phương án nào là phù hợp nhất. Thì nếu bạn quan tâm thì bạn nên đến khám tại bệnh viện ca, và chúng tôi có hẳn một phòng khám tư vấn về phẫu thuật tạo hình cho bệnh nhân ung thư vú, đó là phòng khám số 219. Thì tại đây các bạn sẽ được thăm khám, đánh giá và đặc biệt là đo đạc cũng như là tư vấn để mà chúng ta đi đến cái phương án điều trị cái phẫu thuật tạo hình cho bạn một cách tốt nhất. Đối với cái vấn đề quan tâm của bạn liên quan đến tái tạo bằng túi thì chúng tôi xin có ý kiến như sau. Tái tạo bằng túi là một trong số các cái biện pháp rất là được ưa chuộng trong tái tạo cho bệnh nhân sau điều trị ung thư vú. Tuy nhiên, với cái tình trạng hiện nay là bảo hiểm y tế chưa chi trả cho cái loại phẫu thuật này. Thế cho nên là khi mà tham gia tái tạo thì bạn vẫn phải tự chi trả các cái chi phí liên quan đến túi. Đấy, thế và cái phẫu thuật thì nếu mà bạn thực hiện tại cái cơ sở điều trị ung thư như bệnh viện ca thì bạn sẽ được lợi rất nhiều về chi phí so với khi mà chúng ta tiến hành tại các cái cơ sở tạo hình. Thì đấy là cái thực tế hiện nay mà chúng tôi vẫn đang tiến hành. Thì cái tái tạo cho bệnh nhân ung thư vú tại cơ sở điều trị ung thư thì nó có liên quan nhiều đến cái việc mà chúng ta chỉ định làm sao cho nó chính xác. Đấy. Tại vì là bệnh nhân của chúng ta là đã điều trị ung thư rồi và đang trong cái quá trình theo dõi sau điều trị thì cũng phải có ý kiến chuyên khoa của bác sĩ ung thư. Thế và cái vấn đề thứ hai là chúng ta điều trị đây là mang tính chất là phục hồi cái chức năng, cái hình dáng của cơ thể cho bệnh nhân là chính, chứ cũng không thiên nhiều về các cái yếu tố thẩm mỹ như là bên chuyên ngành khác. Thế cho nên là khi mà bệnh nhân đến thì sẽ được hưởng những cái ưu đãi về chi phí cũng như là cái dịch vụ so với cơ sở tạo hình.